Dạ, cảm ơn Minh Hoa Thanh đã sức thần đồng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Bình kính chào Vinh Quách Thanh Á, kính chào Maha Ra Chá, mến chào Thì An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ Em Đó, mến chào Cẩm Vân, mến chào Quang Thanh, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào chàng đã ra rớt hoài. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Nhật Bình cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở room và cho đạo tràng thính pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và hôm nay con thấy có Đại Đức Tuệ Nhẫn vào trong room sớm. Và sư có thời gian ôn bài với chúng con không bạch sư? Nếu sư có thời gian thì chúng con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và con cũng thành tâm cung thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, ông bài vào một câu Phật của kinh số 147 ạ. Dạ, để được đại đức có trước máy cũng cho con xin một tín niệm. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Bố Tha Ná. Dạ, mời cô tu nữ Thị Duyên. Dạ, mời Cẩm Vân, mời Quang Thanh. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Bây giờ thì con kính nhân mít đến Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Cao Thượng, con cung kính đảnh lễ Giáo Pháp, con cung kính đảnh lễ Chư Tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Phụ Tuệ Quyền, và kính lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con xin ngâm câu kệ số 147 ạ. Pasacitta katang pimpang arukayang samusitang aturang bahu sangkapang yasanathi thuang thiti. Pasacitta katang pimpang arukayang samusitang aturang bahu sangkapang yasanathi thu vang thi tinh. Pasacitta katang bimbang arukayang samusitang aturang bahu sangkapang yasanathi thu vang thi tinh. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hòm đớn đau. Bận tâm tính việc đâu đâu, bận tâm tính việc đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường sanh. Phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Giới Đức ạ. Và con cung kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng và sư xin nhường mic cho rung.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú. Dạ con cung thỉnh đại đức, đại đức cầm mic trở lại ạ. Dạ alo. Dạ con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 147 ạ. Pasacit takatang bimbang aruka yang samusitang aturang bahusang kapang yasana yasa yasanat thi thu hoàng thi tí. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hồn đớn đau bận tâm việc đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường sanh. Là phổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Pasacit takatang bimbang arukayang samusitang aturang bahusang kapang yasana tituwang titi. Pasacit takatang bimbang arukayang samusitang aturang bahusang kapang yasana tituwang titi. Pasacit takatang bimbang aruka yang samusitang aturang bahusang kapang yasana tituwang titi. Dạ con xin hát ạ. Xin mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 147. Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằn sa mu si tăng a tu răng ba hô sẵn cấp bằng giá sa na thi thu hoàng thi tí. Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằn sa mu si tăng a tu răng ba hô sẵn cấp bằng giá sa na thi thu hoàng thi tí. Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằn sa mu si tăng a tu răng ba hô sằng cấp bằng giá sa na thi thu hoàng thi tí. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Pa sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca dằn sa mu si tăng a tu răng ba hô sằng cấp bằng giá sa na thi thu hoàng thi tí. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hồn đớn đau bận tâm tính diệt đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường sanh. Bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Nhân. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sức Đặng Đông. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong râm.
Con xin đọc ôn bài pháp cú số 147. Phát xá chít tá cá tăng bim băng á rú ca dăng xá mút xí tăng a tú răng phá hú săng cắp băng giác xá nát thí thu quần thí tí phát xá chít tá cá tăng bim băng a rú ca dăng á nút xí tăng a tú răng phá hú săng cắp băng giá xá na thi thu quần thi tí phát xá chi tá cá tăng biên băng a rú ca dăng xá mô chi tăng a tú răng bá hú săn cáp băng giá xá na thi thu quần thi tí. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cũ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thói một hòm đớn đau. Bận tâm tính việc đâu đâu có chi bền vững mà cầu trường sanh. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Nhân đã ôn bài xong. Món mời bằng tay Sikina Quang Thanh. Dạ, mời cô Tu Hữu Tệ Duyên nha. Dạ, kính mời quý vị nha. Dạ, cốt kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Dạ, con kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin đọc bài câu pháp cú 147. Con cảm ơn chú Quát Thana đã bót bài. Bát sa cha bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca rằng sa mút si tăng a tu rằng ba hu sằng cáp bằng rát sa nát thi thu quăng thi tì thi tí con xin sám hối. Bát sa chít ta ca tăng bìm bằng a ru ca rằng sa mút si tăng a tu rằng ba hu sằng cáp bằng rát sa na thi thu quăng thi tì. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cửu. Bần sa chi ta ca tăng bim băng a ru ca răng sa mút si tăng a tu răng ba hu răng cáp băng rát sa na ti thu quăng thi ti. Bần sa chi ta ca tăng bim băng a ru ca răng sa mút si tăng a tu răng ba hu răng cáp băng rát sa na thi thủ quang thi ti. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thối một hòn đau. Bận tâm tính việc đâu đâu có chi bền vững mà cầu trường sanh. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con xin kính mời tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 147. Pasachita katang bimbang aruka yang samusi tang a tu rang bahu sang kap bang yasana thi thu wang thi ti. Pasachita katang bimbang aruka yang samusi tang
a tu rang ba hu sang cap bang yasanati tu wang thi tí. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phan sa chi ta ca tăng bim bang a ru ca yang sa mun si tăng a tu lang ba hu sang cap bang yan sa na thi tu wang thi ti. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hòm đớn đau, bận tâm tính việc đâu đâu, chớ có chi bền vững mà cầu trường sanh của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Dạ, cảm ơn Rạng Đông và Nhật Quỳnh biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Dạ, bây giờ Tùy Duyên xin kể. Ba sa chi ta ca tăng bim băng a ru ca yang sa mu si tăng a tu răng ba hu sang ca băng ya sa na thi thu quang thi ti ba sa chi ta ca tăng bim băng a ru ca yang sa mu si tăng a tu a tu rằng ba hú sang cấp bằng giá sanh na thi thu quần thi tì ba sa chi ta ca tăng bim băng a ru ca yang sa mut si tăng a tu văn ba hu sang ca băng gia sa na thi thu văn thi ti. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu của thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhìn kìa thể xác mê hồng, một đống thịt thối, một hòm đớn đau, bận tâm tính việc đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường sanh. Phổ thơ Hòa Thượng Giáo Đức. Dạ, Tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, kính mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kinh câu pháp cú 147 ạ. Pan sa citta ka tang bim bang a aruka yang samusi tang a turang bahusan kap bang yat sanati thu quang thi tì. Con xin được kệ. Ba sa chi ta ca tăng bi bằng a ru ca yang sa mu si tăng a tu rang ba hu san cam bằng ya sa na thi thu quang thi tì. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pasat chitaka tang bim bang aruka yang samusitang aturang bahusang kapang yasanati tuwang titi. Ba sa chi ta ca tăng bim bằng
arukayang samutsitang atu atu rang bahu san kapbang yasana thi thu quan thi ti. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hòm đớn đau, bận tâm tính việc đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường xanh. Bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đất ạ. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic cho mời vị khác ạ. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, Vinh Vách Tha Ná ơi, có ôn bài không Vinh? Dạ, cảm ơn Rạng Đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Vinh có ôn bài không? Vinh cho Nhật Quỳnh tín hiệu, Nhật Quỳnh dừng mít Vinh nha. Ôn bài, dạ, vậy Nhật Quỳnh xin phép được ôn bài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình, kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Vinh Quá Tha Ná cho bài học. Bát Sa Chít Ta Ca Tăng Bình Bằng A Ru Ca Giang Sa Mốt Thi Tăng A Tu Rằng Bá Hư San Cập Bằng Gia Sa Nát Thi Thu Hoàng Thi Tị. Hãy xem bong bóng đẹp, dẫu chất chữa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và sa chít ta ca tăng bình băng, a ru ca văn sa mốt si tăng, a tu răng ba hu san cấp băng, gia san na thi thù quăng thi tìm. Nhìn kìa thể xác mê hồn, một đống thịt thối, một hòm đớn đau, bận tâm tính việc đâu đâu, có chi bền vững mà cầu trường sanh. Và đây là bản khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức, được bình kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức. Ta từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 140. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Cô tu nữ Thì La Quang Thanh Xích Rạng Đông và Cẩm Vân đã hoan hỷ ôn bài pháp cú kinh số 147 và rất là xa thú. Hôm nay nhiều giọng kệ vang. Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh hơi một chút xíu phân tâm, không biết có tri ân cô tu nữ tại viên không nữa. Dạ. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu pháp của kinh số 148. Dạ, cảm ơn Quỳnh và Tha Ná cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tuệ nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn quản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương độc cha ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp qua 45 hà dạp vẹn toàn. Một lần chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
Ca tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng thánh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn tròn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 148. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, trước khi con kính nhân Mít Tính Sư, sư hoan hỷ, sư gom bài gọn gọn cho chúng con để đạo tràng chúng ta chỉ sinh hoạt tới 8 giờ bạch sư. Thành ra anh Sĩ thì cũng có nhiều việc bận rộn ở ngoài, nên sư hoan hỷ ông bày giảng bài gọn gọn giùm chúng con à. Rất là tri ân sư. Dạ, bây giờ thì con kính dâng Mít Tính Sư. À dạ, tại vì có những cái chỗ nó quan trọng đó, thành thử ra những cái pháp nó rất là sâu, nên thành thử ra nếu mình nói có một chút xíu mình đi qua đó thì cái sự hiểu biết nó không thể đạt được. Nên là quý vị cũng thông cảm. Xin kính bạch Nam Mô Bụt Tha Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Kha Giác. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hãy về với khoảnh khắc này, vì mọi thứ đã qua đi nữa rồi, nhưng mà chúng ta không hề hay biết chúng, phải không? Vẫn không hề hay biết gì hết. Những cái gì hôm qua chúng ta cũng chạm vào cái cứng cái mềm, nó cũng mất đi. Những cái cứng mềm hôm qua đã mất đi, những cái đối tượng thị giác hôm qua cũng đã mất đi hoàn toàn. Những cái màu mùi vị âm thanh từ sáng đến giờ cũng mất đi hoàn toàn. Và mãi mãi là như vậy, chỉ có các yếu tố của thấy, yếu tố được thấy và yếu tố thấy, yếu tố nghe và yếu tố được nghe, sanh khởi, không có một con người nào cả. Không có đàn ông, không có đàn bà. Và cái đó chính là giới, hay là còn gọi là uẩn, hay còn gọi là sứ, hay còn gọi là đế. Và chúng thật sự không ai cả. Chúng không phải là nhà cửa. Thế gian này không có nhà cửa, không có con người, không có bất cứ một thứ gì. Chỉ có các yếu tố chạm vào các căn trần và biến mất. Và chúng sinh ra rồi để lại một chút ảo ảnh, và chúng ta nắm bắt cái ảo ảnh đó mà thôi. Chứ hoàn toàn không có một cái gì khác. Ngày mai quý vị thức dậy thì cũng lại thế thôi. Quý vị vẫn chạm vào những cái cứng cái mềm đó. Cái cứng cái mềm đó chính là pháp vô chi, mà cũng chính là pháp vô ký đó. Như vậy thì chúng ta tham thì cũng tham cái pháp vô ký mà thôi. Tham cái sắc vô ký đó. Chứ không có cái gì khác cả, phải không? Mà không ai nói cho chúng ta cái điều này. Chúng ta chỉ mơ ước đời sống tốt đẹp, nhưng mà sự thật về chân lý ở ngay trước mặt chúng ta. Đức Phật dạy pháp ở quanh quẩn ngay đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta không bao giờ để ý. Mỗi lần mà sư giảng pháp á, thì quý vị nói sao mà sư giảng lâu như vậy. Như vậy quý vị muốn hiểu pháp hay là quý vị chỉ muốn có một cái khái niệm rồi là chúng ta như vậy thì hết cái đời này chúng ta học Phật pháp để không được một cái gì cả, thì quý vị thích cái nào thì cái đó là. Nhưng mà bản thân của một cái vị sư, một vị tỳ kheo mà trình bày giáo pháp của Đức Phật, nếu mà trình bày như vậy là một cái người rất là nổi nọng, không có hiểu pháp. Và cái người cư sĩ mà nghe pháp kiểu đó, nếu mà cái người cư sĩ có trí mà người ta biết, thì người ta thấy là vị sư này học giáo pháp của Đức Phật không có cặn kẽ. Và chúng ta phải luôn nói cho nhau nghe về những cái khoảnh khắc này là thật, để mà tâm của chúng ta nó tiệm cận. Chứ còn tất cả những cái khái niệm chư thiên thần thánh thì nó muôn trùng rồi. Quý vị thích cái đó hay là quý vị thích chứng ngộ cái chân lý ở ngay trong cái khoảnh khắc đời sống này, thì quý vị phải tự mình phải
phải bứt ra cái ý niệm về ngã rất là lớn ở trong tâm trí của chúng ta, phải không? Chúng ta theo tất cả mọi cái gì, thường thường tâm của chúng ta chỉ đi theo những cái gì chúng ta thích thôi, chứ chúng ta không có chịu hiểu cái gì là thật hiện giờ, cái đó mới là quý báu. Còn tất cả những cái khác mà chúng ta không đặt xuống thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự thật. Sự thật thì vẫn ở quanh đây thôi, luôn luôn hiện hữu, như là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, nó chính là uẩn, là xứ, là giới, là đế. Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này hoàn toàn không có ai cả. Như vậy ngày mai là những cái thấy khác, bởi vì ngày mai những cái đối tượng khác rồi. Đối tượng của cái thấy của ngày mai không phải là đối tượng của cái thấy ngày hôm nay. Đối tượng của cái thấy ngày hôm nay diệt đi hoàn toàn. Đối tượng của cái nghe ngày hôm nay cũng đã diệt đi hoàn toàn. Đối tượng của cái nếm, cái ngửi đã cũng đã diệt đi hoàn toàn. Ngày mai cũng là những cái đối tượng của thấy, của nghe, của ngửi, của xúc chạm theo nhân duyên mà chúng cứ đến và đi, nhưng mà chúng ta vẫn không có cái hiểu. Vậy tại sao sư cứ làm cái công việc đó hoài? Vì quý vị nên nhớ rằng chân lý không nằm ngoài những cái đó. Và nếu các bạn đi ra ngoài cái đó thì các bạn chỉ đi trong tưởng chi mà thôi. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta hiểu được cái đối tượng thị giác. Nếu mà chúng ta thật sự hiểu thì trí tuệ bát chánh đạo sanh khởi rồi đó. Mà thì lúc đó quý vị sẽ thấy sư này nói đúng lời Đức Phật dạy và pháp Đức Phật đây rồi. Ta đã tự chi, tự chứng. Lúc đó ân đức của Tam Bảo sẽ thấu vào trái tim, vào trong tâm của chúng ta và trong các căn của chúng ta, sẽ không hề sai chạy. Mà chúng ta không cần phải làm gì đối với các pháp cả, mà các pháp đã hiện khởi ở đó. Chúng ta chỉ cần nghe đúng, hiểu đúng, tác ý đúng với cái pháp đó đang hiện diện, là chúng ta sẽ thấy được lời Đức Phật dạy. Quý vị thử nghĩ xem còn cái gì nữa không? Không phải không? Tất cả những cái gì chúng ta tham là đang tham đối tượng thị giác màu mùi vị âm thanh này. Mà chúng ta có thấy được đối tượng thị giác luôn luôn thay đổi không? Và cái thấy luôn luôn thay đổi không? Cái nghe luôn luôn thay đổi, cái ngửi luôn luôn thay đổi không? Có cái gì đứng yên gì quay trở lại không? Thì chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Như vậy là chúng ta thẩm nghiệm. Như vậy pháp này chúng ta tu tập rất là khó, nhưng mà cũng rất là đơn giản. Chúng ta phải bỏ đi tất cả ý niệm về ngã, tất cả mọi phương pháp thực hành, mà chúng ta nghe diệu pháp và có một nội tâm quân bình nhẹ nhàng, thì chúng ta sẽ thấy dần ra được các pháp. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài kệ này ha. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwa demi Svakhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Đức Thế Tôn Đấng Toàn Tri Diệu Giác Vô Lượng Từ Bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo giáo pháp, chắc chắn người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi ngay trong kiếp sống này. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Với những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu Ba La Mật, nếu ngộ được lý tứ thánh đế trong đời sống, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, chúng con kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chiêu phước lành này đến tất cả đạo Phật ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi, quý cô tu nữ. Mong cho các vị luôn luôn thực sự an lạc, tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Tha Gia. Hôm nay chúng ta học câu kệ số 148. Con xin đọc một lần. Parichinnang nidang rupang Ragat nidlang Paphangurang Phuchati
Utit Sandeho Maranantang Hichivitang. Thể xác này hay là cái thân xác này là hoàn toàn tàn tạ. Như vậy cái thân này chúng được kết hợp bởi tinh cha huyết mẹ và nghiệp thức tái sanh, và chúng diễn tiến bản chất của chúng, thì chúng diễn tiến, chúng là những cái sắc của tứ đại do nghiệp sanh, thời tiết sanh, thâm sanh và vật thực sanh. Và cái thân xác này, bởi vì chúng là những cái tính chất hữu vi, chúng không thuộc quyền kiểm soát của ai cả. Và pháp hữu vi thì chính chúng là cái luôn luôn bị hủy diệt, bị hủy hoại, bị tàn tạ theo thời gian ngắn hay là dài. Tất cả cái thân xác trên đời này đều đi đến sự hủy diệt, hoàn toàn tàn tạ. Tàn tạ bởi đất, nước, lửa, gió, tàn tạ bởi bệnh hoạn, tàn tạ bởi thời tiết, bởi vật thực, tàn tạ bởi sự già, sự bệnh, sự chết, tàn tạ bởi cái sự thay đổi, bị tai nạn, tất cả. Những cái thân xác này đều bị tàn tạ, là khổ bệnh tật. Đương nhiên rồi, cái thân tứ đại này thì tại sao lại khổ bệnh tật? Bởi vì cái thân tứ đại này thì chúng, vật thực nuôi cho chúng là những cái xác chết, những cái tử thi, những cái hoa trái, rồi những cái thức ăn ở bên ngoài, nhiều loại thức ăn. Nên là cái tứ đại nó luôn luôn bị dao động, bị dao động. Nên là chúng luôn luôn bị bệnh. Cái tứ đại này là cái ổ bệnh thật. Cái thân này, ở đây nó chứa mũ máu, những cái thứ bất tịnh. Bởi vì thân này nó là cái ổ bất tịnh, thì ở đó nó chứa rất nhiều những cái vi khuẩn. Và chúng ta lại ăn những cái xác chết, ăn những cái tử thi ở bên ngoài khi chúng chết nữa. Và những cái mùi xú uế của tử thi, chúng chết rồi những cái tứ đại mà con người tạo rồi, làm biến đổi những cái khí hậu, biến đổi gen của tất cả các loại vật thực, cây cỏ sống ở trên đời này. Nên là khi mà chúng ta ăn vào thì đương nhiên cái thân này vốn là khổ bệnh tật. Mỏng manh. Mỏng manh là sao? Là mỏng manh bởi vì thân này nó là cái ổ bất tịnh nữa, và nó được nuôi bởi tứ đại. Rồi nó bị mưa nắng, bị nghiệp báo, rồi bị rất nhiều những cái tai nạn, tai bay vạ gió, và rất nhiều những cái kẻ thù, người thương, người ghét, rồi rất nhiều những cái loài côn trùng hay là độc dược, những cái cây độc mà chúng ta ăn uống vào. Nên là cái sự sống của chúng ta nó vô cùng là mỏng manh. Vô cùng là mỏng manh. Và cái xác thân này thì luôn luôn là hôi thối. Hôi thối. Nếu mà chúng ta xây một cái căn phòng mà chúng ta không có làm nhà tắm, mà ngày nào chúng ta ăn rồi chúng ta cũng thải ra nước tiểu và phân, thì bây giờ cái nhà của chúng ta nó sẽ nấp đầy, và chúng ta sẽ nằm chìm ở trong đó rồi, chính cái phân và nước tiểu của chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta che đậy chúng, nên chúng ta đào những cái hố để chúng ta làm, rồi chúng ta cho thải cái phân của chúng ta xuống đó, nên chúng ta cảm thấy là chúng ta quên mất cái sự hôi thối của nó. Nhưng mà ngày sáng nào thì chúng ta cũng phải thải ra, rồi chúng ta ăn vô tất cả những của ngon vật lạ gì, thì cái thân này nó cũng đầy những cái hôi thối và kinh cảm. Nó đã hôi thối rồi nhưng mà cái dục nó bốc lên nữa thì nó còn kinh tởm nữa. Đó. Nó hôi thối như vậy nhưng mà lúc nào nó cũng cho nó là đẹp hết á. Cái tâm tham ái ngã mạn này, kể cả già 80-90 tuổi thì nó vẫn son phấn này kia, nó vẫn cho nó là đẹp hết. Nhưng mà cái thân này là hôi thối.
Buổi tối khi mà chúng ta thấy bình thường, chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta tắm rửa, có sức tắm rửa thì chúng ta cảm thấy cái mùi hôi của chúng ta nó ít đi. Chúng ta sức những cái dầu hoa, nước thơm chúng ta che đậy lại. Nhưng mà khi chúng ta bệnh tật mà nằm ở trên giường thì chúng ta biết rồi. Chúng ta bị ung thư gan hay ung thư phổi hay là chúng ta bị ung thư bao tử này kia rồi. Hàng ngày mà chúng ta thải ra, chúng ta nằm một chỗ đó thì không sao chịu nổi. Bởi vì chúng ta khỏe mạnh, chúng ta đi đây đi đó, chúng ta mặc áo mặc quần là chúng ta cảm thấy chúng ta rất là thơm tho, đẹp đẽ, đẹp trai, đẹp gái. Nhưng mà về bản chất của nó, khi mà chúng ta nhìn vào cái sự thật của nó thì vô cùng là hôi thối. Nó chỉ là đống phân, đống nước tiểu, đống mũ máu và cái bao chứa cái xác chết, những cái tử thi lẫn ở chỗ này chỗ kia, những cái ruột gan của con này con kia, ở chợ chỗ khu chợ này chỗ chợ kia, thì chúng ta về chúng ta xào lấu, bỏ chút lửa chút khói vào đó thì chưa đến chúng ta húp xì xà xì sụp, và chúng ta mang một cái bụng trình ình ở đó rồi. Bản chất của nó là vậy thôi, nó là vậy thôi. Nó không có tự ngã gì cả, phải không ạ? Cái thân này nó không có tự ngã gì cả, nhưng mà chúng ta chấp nó là tự ngã. Đó rất là tự ngã. Rồi chửi, rồi là những cái cửa tiêu hóa của chúng ta hàng ngày nó tuôn ra những cái thứ rất là hô uế. Nhưng mà khi chúng ta đối diện với người khác thì sao? Chúng ta luôn luôn che đậy và chúng ta luôn luôn thấy mình là đẹp, và chúng ta tưởng cái người kia sẽ để ý gì về mình. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là tham ái, vô minh, ngã mạn, chúng đã che đậy cái bản chất của chúng. Như vậy xác thân này là hôi thối, bị tan rã bởi mạng sống. Bị tan rã chắc chắn rồi. Khi tử thần đến, khi Covid đến, tử thần đến thì sao? Nằm dài ở trên đất. Và nhất là bị chết, những người bị chết đuối thì chúng ta thấy nó kinh tởm lắm. Mắt mũi này nó rã ra hết, răng nó rã ra hết, bị tan rã bởi mạng sống. Khi mà nó tâm tử thức nó kết thúc rồi thì nó tan rã ra, nó hôi thối trong một thời gian dài rồi nó trở thành đất. Và chính vì vậy nó hôi thối một thời gian quá dài nên người ta phải đào lỗ để người ta chôn nó xuống, người ta nấp nó đi. Và cái tử thi của con người thì nó rất là hôi thối và nó rất mang rất nhiều mầm bệnh nên là người ta phải chôn. Bây giờ thì người ta thiêu, người ta chôn sâu xuống để mà cái mùi hôi thối của nó, con chó hay con giết thì nó chết thì có thể nó 2-3 ngày thôi, nhưng mà con người thì nó lâu lắm nên là chôn xuống. Bị tan rã bởi mạng sống này. Có sự chết là điểm cuối cùng. Như vậy là chúng ta phải nhớ là bất cứ khi nào còn có ước vọng sanh ra thì điểm chết là điểm cuối cùng, bạn không thể nào tránh khỏi được. Như vậy cuộc sống này chỉ là sinh và tử. Nhưng mà chúng ta thường rất là sợ chết. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, những cái bóng ảnh, những cái âm thanh, mùi vị, hàng ngày chúng sanh và diệt đi, chúng cũng đã chết đi, không bao giờ quay lại. Nhưng mà chúng ta không bao giờ khóc cho chúng, chúng ta không bao giờ luyến tiếc, chúng ta cũng không bao giờ hiểu chúng. Chúng ta luôn luôn bám vào ý niệm về ngã. Cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Đó là đời sống mà khi Đức Phật ra đời đã chỉ cho chúng ta thấy cái con đường giác ngộ. Chân lý thì ở ngay quanh quẩn ở nhà chúng ta thôi, nó không có xa xôi đâu. Chỗ nào có cái thấy, chỗ đó có pháp, nghe là pháp, ngửi là pháp, đếm là pháp, xúc chạm là pháp. Sau cái thấy thì có tham, có sân, có si, đó là cũng là tập đế đó, khổ đế đó. Mà sau cái thấy nghe cũng thấy đây là pháp, hữu vi, duyên sanh vô thường. Thì đây cũng là gì? Là diệt đế, đạo đế mà thôi. Nhưng mà chúng ta cứ phải, chúng ta thích, quý vị học á, xin thưa với quý vị nói cho quý vị, thì quý vị đừng buồn chứ quý vị học còn sai lầm dữ lắm.
Quý vị chỉ thích những cái gì mà quý vị thích thôi, quý vị chép một ra đó, quý vị học thuộc lòng một cái dãy như này nè, nhưng mà cái là thực hiện giờ thì chúng ta không biết gì về nó hết. Cái pháp của Đức Phật, chúng ta kinh điển sau này các ngài ấy nó đã trở thành ngữ pháp, nhưng mà pháp nó xuất hiện thì nó là duyên sanh. Chúng ta đã quên mất cái đó thì làm sao mà chúng ta hiểu pháp được, phải không? Chúng ta đưa những cái khái niệm của mình học vào bằng những cái pháp là bao nhiêu chi, bốn nhiêu chi, năm chi, bảy chi, mười chi, nhưng mà pháp nó sanh khởi do duyên sanh. Cái thấy do duyên, nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm, nó vẫn cứ theo duyên sanh như ngày nào. Nên là khi chúng ta học pháp, chúng ta phải rất là khéo để mà thấy ra được pháp. Chắc chắn rồi, thực tại không bao giờ có ở trong kinh điển, nhưng mà khi các bạn thấy, các bạn ăn, các bạn ngửi, các bạn dân hận, các bạn bực bội, đó chính là thực tại, đó chính là pháp, đó chính là cái được cần phải được hiểu, được biết nó là vô thường, khổ, vô ngã. Cái đó cần phải được biết đúng với bản chất của nó. Đây là uẩn, là xứ, là giới, là đế. Phải luôn luôn nhớ điều đó. Thấy chưa? Là cái câu kể thể xác là hoàn toàn tàn tạ, là ổ bệnh tật mong manh. Xác thân hôi thối sẽ bị tan rã, bởi vì mạng sống có sự chết là điểm cuối cùng. Thấy chưa? Cái từ parichinang là nó là căn của nó là căn chi, tiếp đầu ngữ của nó là parit, và ở đây của nó là parit parichati hả? À, parichati. Nhưng mà ở đây cái động từ nguyên mẫu của nó chia theo quá khứ phân từ, nó thành parichinang. Nó thuộc về trung tâm chủ cách là đã hoàn toàn tàn tạ. Đã hoàn toàn tàn tạ. Như vậy chúng ta, cái con đường ngày mai chúng ta thức dậy đó, không có cái gì tốt đẹp cả. Nếu không có hiểu biết từ khoảnh khắc này, ngày mai chúng ta thức dậy chỉ có cái già đi, cái vô minh hơn và cái chết đến mà thôi. Như vậy là ngày mai đến là khổ đến, cái chết đến. Phải luôn luôn nhớ một điều là như vậy, chứ không phải ngày mai đến là hạnh phúc thôi đó. Mỗi một ngày chúng ta sống là già đến, chết đến, bệnh đến, tai nạn đến, vô thường đến, ly tán đến. Bản chất của chúng là như vậy. Hãy luôn luôn nhớ cái điều đó thì chúng ta sẽ không còn dễ vui phóng dật nữa. Tiếp đầu ngữ bá rí là hoàn toàn hay là xung quanh, căn chi là già, tàn tạ. Rupang, rupa là một danh từ trung tánh, là thể xác hay là sắc thân. Như vậy cái thân này nó chỉ là những cái tứ đại được ghép thành mà thôi. Nó này, nó không phải là con người, không phải là ai cả, mà nó chỉ là cái tính chất, là cái pháp gì quý vị biết không? Là cái pháp vô ký trong ví dụ pháp đó. Những cái gì chúng ta ăn vào là pháp vô ký đó, chỉ là những tính chất. Nó không phải là tôi, không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn quên về điều đó. Chúng ta toàn nghĩ về chư thiên, chúng ta nghĩ về cái đời này làm sao tôi giàu có, hay là tôi đời sau tôi như thế này. Không có cái đời sau nào tôi như thế nào cả. Đời sau thì cũng là cái thấy kinh nghiệm, cái đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác cũng lại diệt đi, cái thấy cũng lại diệt đi, và lại tiếp tục những cái màu, những cái đối tượng thị giác khác, âm thanh, màu, mùi vị. Tại sao vậy? Tại vì pháp nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Rupang là cái thể xác hay là cái xác thân? Cái xác thân này thì nó diễn tiến do nghiệp, chứ có thể chúng ta nhìn thấy người này người kia khác, nhưng mà ở bên trong của nó chỉ có bấy nhiêu đó. Nó cũng là tứ đại, cũng là hơi thở, phải không ạ? Nó cũng gì? Cũng là cái tính chất cứng mềm, cứng mềm, nóng lạnh, có khác gì đâu.
Nên là thế giới này không gì khác ngoài những cái ngũ uẩn lang thang vô định, sanh diệt, không chủ thể, do duyên, chứ không có một ai ở trên đời cả. Rupa, danh từ trung thắng chia theo chủ cách số đếm là thể xác hay là sắc thân. Pháp vô ký nó đâu có xa đâu, phải không ạ? Như vậy thì pháp nó chỉ có ba pháp là pháp vô ký, thì pháp thiện và pháp bất thiện. Thì pháp bất thiện thì nó tham cái pháp gì, hay nó ghét cái pháp gì? Nó ghét cái pháp vô ký là sắc pháp này thôi, hay là nó tham cái thiện pháp vậy thôi, chứ có gì nữa đâu. Như vậy hằng ngày chúng ta đâu có quan tâm gì tới nó, phải không ạ? Chúng ta không quan tâm tới cái hiện thực, cái pháp là thực thì nó đâu có hiển lộ ra đâu. Nếu không hiển lộ ra thì vô minh nó che đậy lại vậy thôi. Chứ ngày nào nó cũng sanh, ngày nào cũng chỉ có nó quanh quẩn ở nhà chúng ta vậy thôi. Rupa. Rồi, Roga Ni Lăng, Roga cộng với Ni Lá là một cái nhóm từ trung tánh chủ cách ổ bệnh tật. Roga bệnh tật, danh từ năm tháng bệnh tật. Như vậy cái thân này nó là cái ổ bệnh tật. Vì sao vậy? Vì nó ăn bất tịnh, nó ăn cái gì vào nó cũng trở thành bất tịnh á, nó trở thành mũ máu thịt xương tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan da lông, nó phổi dục già dục lông vật thực chia tiêu hóa phẩm mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước mắt dầu trong da nước miếng nước mũi nhớt nước tiểu ọc. Quý vị, nó ăn cái gì vào nó cũng là 32 thể trược hết. Mà nó đã trượt từ lúc mà sanh ra cho tới chết thì làm sao mà nó không nào ổ bệnh tật được. Phải không? Mình nói ổ bệnh tật mà chúng ta cứ cho nó là đẹp, là tôi, là của tôi, làm sao được. Chúng ta luôn về nó. Rogat là một danh từ nam thanh, bệnh tật. Bệnh tật là đấy, chúng ta rồi phải không? Bệnh phong đại này. Bệnh thiếu máu này, bệnh tim, bệnh gan, bệnh cái gì, đủ thứ hết hả? Rồi, như vậy là khi mà có bệnh thì chúng ta phải mừng, chứ đừng có tránh nó. Ở đây là sự thật này, để giác ngộ, để niết bàn, để ni tha, mà để không muốn có thân sau nữa. Có thân sau nữa chắc chắn nó lại mang bệnh như này nữa mà thôi. Hãy diệt đi, hãy đi đi, hãy đừng ước ao nữa. Đây là tham này, mi là nguồn cội của khổ đau này. Ni nó gọi là nít thá hả? Ni nó nít thá, danh từ trung tâm là cái ổ hay là cái tổ. Cái ổ ở đây chỉ cho cái thân này, bọc bởi cái da này. Chứa những cái ổ, ổ bệnh tật, ổ sáng, ổ lãi này, ổ vi trùng viêm gan này, ổ lệ vi trùng này, ung thư máu này, ổ vi trùng ung thư họng này, ổ vi trùng này kia nó cũng như vậy đó. Trước sau gì nó cũng đến, yên tâm đi. Vậy ha. Rồi cái từ papa cú răng, papang cú răng, papang cú răng là từ trung tánh chia theo đối cách là mỏng manh dễ vỡ. Cái thân chỉ cần một làn gió độc đi qua là đã chết nằm co cóp ở đó rồi. Té ngã đập đầu nhẹ một cái là máu đó đã tụ là đã đi theo ông bà rồi. Ngã xuống mương một cái ngợp thở là đã xong rồi. Máu huyết lên cao tăng sông một cái là đã đứt bóng từ bi rồi. Không cần phải kể cả là cái thân xác ngày hôm qua có to vạm vỡ mới đánh nhau là thắng 4-5 ngàn quân địch như vậy, nhưng ngày hôm nay chỉ cần một cơn bệnh tạt ngang qua 5 phút thôi là đã vào nghĩa địa rồi. Nên là nó mỏng manh lắm, dễ vỡ lắm. Nhưng mà chúng ta thì cứ muốn có hoài, phải không? Nhưng mà có ai đâu, thưa quý vị, tất cả những cái gì chúng ta thấy không phải là con người đâu, nó chỉ là đối tượng thị giác, nó là sắc pháp, là vô chi, là ảo ảnh, là phù du cả đó. Không tin quý vị cứ ngắm cho thật kỹ đối tượng thị giác đi. Âm thanh thì làm sao là đàn ông đàn bà được, ở trong này chỉ có các yếu tố thôi, quý vị đâu có thấy sư là ai đâu, vẫn đang nghe âm thanh đó thôi. Không có cái gì
là một ai đó cả, mà chỉ có các yếu tố, yếu tố của sắc, yếu tố của danh. Không lấy đâu ra một ai cả, một con người nào đó cả. Chỉ có ngũ uẩn tạo tác ra ngũ uẩn mà thôi. Bởi vì ngũ uẩn bị vô minh che đậy, tham ái trói buộc. Ngũ uẩn được đoạn trừ vô minh và tham ái trói buộc thì chúng không còn sanh ra nữa. Phichati, cái căn phít là cộng với giá tí là một cái động từ, ở đây chia theo bất động, theo thể hiện tại ngôi số 3 là bị tan rã, tan rã, tan rã. Thân của chúng ta thì nó luôn luôn báo cho chúng ta biết là nó không thuộc về của bạn đâu, nó luôn luôn tan rã đó, nó tan rã. Càng ngày chúng ta càng yếu đi, càng ngày chúng ta càng bệnh hoạn, càng ngày chúng ta càng già luôn, càng ngày chúng ta càng xa người thân, người thương, quyến thuộc, thầy trò, bạn hữu. Và chúng ta đi múc mù xa, xa thật là xa, nhưng mà lại ở quanh quẩn cái thế gian này mà thôi, nhưng không nhận ra nhau, bởi vì nghiệp nó đổi hình, đổi tướng, đổi dạng. Nhưng mà nó vẫn là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm theo khoảnh khắc này hay khoảnh khắc khác, ở chỗ này hay ở chỗ khác. Tham sân si cũng vậy. Nên là nó đáng để nhàm chán, đáng để ni tham. Quý vị nghe chưa đủ âm thanh nha. Có bao giờ, chính vì vậy này, cái nhĩ căn này nó là biển sâu, và âm thanh nó là cái bào ảnh không thể nào đủ cho được. Nên là cái tai này nó mới là biển sâu này, mắt là biển sâu này, mũi là biển sâu này, lưỡi là biển sâu này, cái thân xúc chạm cứng mềm nóng lạnh này, đó mới là biển sâu đó. À, chứ nó là ngôi nhà hoang hả? Ngôi nhà hoang, và những tên trộm là những cái cái đối tượng thị giác, mà chúng ta không khéo thì rất dễ bị chúng cướp phá. Như vậy phít chất tí, căn phít là bị tan rã. Bu tí samdeho, bu tí samdeha, bu tí cộng với samdeha là một cái nhóm từ chia theo chủ cách, là sát thân, hôi thối, sự tan rã của thân thể, một đống thối rữa, một đống thối rữa. Tại sao mà chúng ta ăn thịt rắn, thịt rùa, chúng ta ăn cái tử thi của voi, của chồn, của cáo vô mà cái thân của chúng ta vẫn là thân người? Tại sao vậy? Tại vì nó là tứ đại, và cái thân kia thì cái tên của nó thôi, khi nó chết nó cũng trở về tứ đại. Chính vì vậy mà chúng ta mới ăn tứ đại, nên tứ đại này nó vẫn là cái thân mà chúng ta nhìn, ai cũng nhìn chúng ta, đây là sư tuệ nhẫn, hay là đây là cô này cô kia. Bởi vì nó là tứ đại, quý vị hiểu chưa? Bản chất của nó là tứ đại, nó không thay đổi. Nhưng mà khi nó có nghiệp thì nó có hình thù rắn rùa, nhưng mà khi mà tâm thức nó bỏ đi rồi thì những cái xác đó nó trở thành tứ đại, nên là chúng ta mới ăn nó được, thì chúng ta mới gìn giữ được. Chứ không mà chúng ta ăn vào con rắn, mà cái đầu chúng ta nó mặc vào con rắn, đầu con rắn thì sao chịu nổi, phải không? Sát thân hôi thối, sự tan rã của thân thể, một đống thối rữa. Pu tí là một cái tính từ hôi thối, thối rữa, thối rữa. Như vậy là hàng ngày chúng ta chăm sóc cái đống thối rữa này vào nhà, lau chùi, xức dầu thơm rồi cho chúng ngủ trong quan tài mỗi buổi tối. Cái giường chính là cái quan tài cho chúng khi chúng còn sống, rất là đẹp đẽ cho chúng ngủ ha. Bốn cái con rắn này nó hoạt động, mà nó hoạt động không đều nè, là rồi là lại đóng một cái quan tài vua, chiều ngang 8 tấc mà chiều dài 2 mét. Chắc chắn ngày đó cũng sẽ đến mà thôi. Yên tâm đi. Vậy chúng ta cần phải biết nó là đống hôi thối, thối rữa. Samdeha. Như vậy có lên tham dục nữa không?
có lên tầm cầu gia đình quyến thuộc nữa không, hay là cần phải phát triển con bát chánh đạo mà Đức Phật dạy để dứt, để ly tham, để đoạn diệt với những cái thứ bất tịnh, vô thường, khổ, vô ngã mà chấp thủ này. Sandeha là một cái danh từ nam tánh, đống hay nhóm hay là thân thể. Rồi từ Marana là một cái danh từ nam tánh là sự chết, là kết thúc một kiếp sống. Như vậy kiếp sống này chỉ là thân xác này, và sau kiếp sống này không bao giờ còn trở lại một kiếp sống này nữa, không còn thân bằng quyến thuộc này nữa, không còn vợ con này ở bất cứ nơi đâu nữa. Nghiệp thức đã khác rồi, một thân thể đã khác, nếu còn sanh tử. Do vậy, luân hồi là không có gì quay lại được nữa cả, mà chỉ có tiến tới các hình thức tái sanh khác nhau nữa, rồi lại đoạn diệt nữa, lại hủy diệt nữa mà thôi. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta quá khứ không chi tìm, bởi nó đã diệt tận ở trong quá khứ. Nó không còn gì trong quá khứ cả. Nếu mà nó có các cái thân người còn ở trong quá khứ thì thế giới này làm sao mà chịu nổi. Do vậy không còn gì quá khứ cả. Tương lai thì nó chưa có đến. Hiện tại chính là đây. Hiện tại chính là đây là đâu? Là cái thấy không được biết rõ, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Chúng là các pháp không được biết rõ, chấp chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Mà chúng chỉ là các pháp duyên hợp vô thường, mà chúng ta không để ý rằng là những đối tượng thị giác ngày hôm qua đã mãi mãi không còn quay trở lại. Đối tượng thị giác của ngày hôm qua không phải là đối tượng thị giác ngày hôm nay. Đối tượng thị giác của ngày hôm nay cũng không phải là đối tượng thị giác của ngày mai. Lấy đâu ra cái của tôi, tự ngã của tôi đây? Phải chưa? Tiếp theo hả? Từ gia gá bệnh tật, khổ bệnh tật, sắc thân. Tăng gia. Rồi cái từ phít chết tiết là cái sự tan rã. Tức là khi chết rồi thì cái thân này nó tan rã ra những cái tứ đại. Cái từ puti sandeho là một cái nhóm từ chia theo chủ cách là các thân hôi thối, sự tan rã của thân thể, một đốc thối rữa. Puti là một cái tính từ hôi thối, thối rữa. Như vậy thì chúng ta thấy thân này chúng ta có ăn cao lương mỹ vị gì đi chăng nữa, nó vào nó cũng trở thành một đống bất tịnh. Đống bất tịnh. Như vậy chúng ta phải thường quán cái thân này với đúng bản chất của nó, để nhàm chán, để ly tham, để đoạn diệt. Như vậy thì thân sau nó cũng chỉ sanh ra như vậy thôi. Nào có khác gì đâu. Thân đời trước cũng vậy thôi. Năm uẩn đời trước được tiếp nối thôi, chứ không có gì là tôi, là cái gì của tôi cả. U tí hôi thối, thối rửa. Su mê thác, sum đê há là đống nhóm. Má ra ná là sự chết. Anh tá là danh từ trung tâm, là chỗ tận cùng, điểm cuối cùng của một kiếp sống. Như vậy cái chết thì nó có ba cái sự kiện chết. Tức là những cái sát la, như là thấy, nghe, ngửi, cảm thọ này kia luôn luôn sanh và diệt. Đó là cái chết của tự tánh. Của gì? Của tính chất vô thường, pháp vô vi. Còn cái chết của khái niệm là một kiếp sống 50 năm, 10 năm, 20 năm. Và cái chết cuối cùng nữa, cái chết đẹp nhất trong tất cả các cái chết, đó chính là cái chết của vị A-la-hán lậu tập. Vậy lậu tập một vị A-la-hán nó rất là bình thường như mọi người khác. Đó là tâm của các ngài ly tham mà thôi, chứ không phải là một cái gì đó mà chúng ta dựng lên một cái quá là khủng khiếp để rồi cũng là những cái pháp đó mà chúng ta hiểu ra là ly tham, không chấp thủ nữa thôi.
Nhưng mà khó không thưa quý vị? Khó hả? À, khó. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái câu kệ. Yên tâm đi, chắc chắn là đúng giờ thôi. Thuyết thì quan trọng nhất là làm sao mà thuyết chánh pháp của Đức Phật để hiểu. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính quý vị, Đức Thế Tôn, bài kệ này Đức Thế Tôn chú ở quê Lú Á Lá, nhân dịp đề cập đến vị tỳ khu đã từng là một cái người khiêu vũ, thuyết lên cái kệ ngôn này và tuyên truyền rằng có một cái thiện gia nam tử từng sinh sống bằng cái nghề khiêu vũ, tức là nghề đi nhảy đầm dạy người ta hay là nhảy đầm đó hả. Một hôm y theo đại chúng đến tịnh xá để nghe pháp, thì Đức Thế Tôn của Thế Tôn và ngài thuyết về cái thân bất tịnh gì đó, thì cái vị này nhàm chán cái đời tiếp tục và xuất gia. Và ngài rất là tinh cần hành đạo, thì không bao lâu ngài trở thành cái vị vô lậu. Một hôm vị ấy cùng với đại chúng tỳ kheo có Đức Phật là vị thường thủ đi vào làng khất thực, chư tỳ khu thấy một cái người khưu vũ khác đang biểu diễn nghệ thuật nhảy múa, nên hỏi rằng: này hiền giả, con của người khu vũ đang biểu diễn những trò mà hiền giả từng biểu diễn, vậy hiền giả có còn thỏa thích với nghệ thuật đó nữa chăng? Thì ngài mới nói: thưa hiền giả, tôi không còn thỏa thích nữa. Chư tỳ khu nói với nhau rằng: này chư hiền, vì tỳ khu này nói không thật, tự mình là vị A-la-hán, tự cho mình là vị A-la-hán. Thì Đức Thế Tôn nghe được những cái lời bàn tán này, thì ngài mới phán dạy rằng: này chư tỳ khu, con của Như Lai đã vượt khỏi mọi cái phiền não rồi. Tức là Đức Phật thuyết cái về cái tính chất mà ô uế của cái thân bất tịnh này. Thì khi mà cái ngài này nghe được chú lời cư sĩ đó, thì mình thấy được rằng là cái bản chất thật như vậy, thì mình lên đây mình uốn éo, mình làm điệu làm bộ, mình làm một cái chàng trai mà mình uốn éo làm điệu làm bộ để nhảy nhót này kia, chỉ có những cái kẻ si mê khùng điên thì chúng mới tán dương ca ngợi thôi, chứ còn bậc chí hiền, ngay kể cả những cái tâm thanh tịnh, cái tâm thiện, cái tâm thiền định các ngài còn bỏ, các ngài còn xả ly, do vậy mà có đáng gì, nên là ngài thấy cái trò này nó lố bịch và nó không đem lại cái gì cả, nó chỉ đem lại những cái sự phiền toái, nó chỉ đem lại những cái cấu quế của nội tâm, nó chỉ đem lại những cái dục tham, nó chỉ đem lại những cái ánh mắt dễu cợt với này, cái ánh mắt khát khao các cái dục vọng của đời mà thôi. Nên là khi ngài ngộ ra như vậy, ngài chán, ngài xuất gia, ngài chứng đắc A La Hán. Chúng ta phải để ý rất nhiều trong kinh giáo pháp Đức Phật dạy, hoàn toàn là nó rất là tự nhiên. Cái sự chứng đắc nó rất là tự nhiên. Nó phải là cái pháp rất là thiết thực trong đời sống. Của chúng ta mới được. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nói về một cái gì đó rất là cao siêu, nhưng mà khoảnh khắc này chúng ta không hiểu gì cả, thì nó cũng không có hiển lộ gì cả, phải không ạ? Chúng ta chỉ nói trong vô minh, và chúng ta cứ chạy theo những cái đó, thì vô minh nó nuốt chửng chúng ta mà thôi. Duyên sự rồi à, xong rồi.
Duyên sự thì có một chút đó thôi à. Chú giải, ở đây thì Ngài nói là cái từ manusakang yogang là cái tuổi thọ mà năm dục tăng trưởng của loài người, là cả cái sự chói buộc cảnh trời cũng vậy. Từ upacharya là cái người nào đã vượt khỏi cái chói buộc của loài người và chói buộc của loài trời, đã thoát ly cả bốn cái điều chói buộc đó, thì người ấy Như Lai gọi là bậc Bà La Môn hay là bậc A La Hán đó. Dứt pháp thoại thì nhiều cái vị chứng được đạo quả dược lưu. Và đây Ngài Pháp Minh, Ngài cận đề nè: xưa dẫu làm nghề nhảy múa chơi, nay thành La Hán hết theo đời, thấy người khiêu vũ tâm không thích, nói thật mà tăng chẳng nhận lời. Phật rằng bỏ ghét cảnh độc cư, dục lạc không ưa ô nhiễm trừ, ta gọi Bà La Môn chính thống, anh hùng cái thế thắng vô dư. Và đây nó cũng là một cái pháp môn, nó cũng là một cái phương pháp, nó là cũng là một cái pháp, là một cái tấm chân thật mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta quán về cái thân bất tịnh này, thì cũng lìa bỏ mọi tham ái chói buộc trong đời sống. Những ai mà chấp thủ về thân đẹp đẽ, khi mà quán cái sự vô thường, quán cái sự bất tịnh, quán cái sự thật về cái thân này, là những cái ổ bệnh tật mỏng manh, hôi thối đổ vỡ, thì cũng nhàm chán đi tham bằng gì. Nhàm chán đi tham đoạn diệt. Và cũng làm cho người ấy không còn ham thích với lưỡng sắc hay là với lam sắc. Và chúng ta biết là thế giới này nhìn vẻ bề ngoài chúng rất là đẹp, nhưng mà bên trong của chúng là bãi tha ma. Và hết chôn cái lớp này lại đưa lớp khác đến đó mà thôi. Nhìn vẻ bề ngoài của chúng thì rất là sống động, nhưng mà chúng ta nhìn vào thực tướng của chúng á, thì rất là kinh tởm, kinh hãi, đầy khổ lụy. Và thực sự thì chúng không là ai cả. Cũng không là ai cả. Mỗi con người chúng ta sanh ra, ngũ uẩn sanh ra cũng rất là nhỏ nhoi, bệnh hoạn, ốm đau, xa lạ. Chúng ta đến thế giới này rất xa lạ. Chúng ta ra đi, chúng ta cũng ra đi trong xa lạ. Và chúng ta sống ở trong môi trường của chúng ta thì cũng toàn là xa lạ không. Đối tượng thị giác này lại biến mất, lại đối tượng thị giác xuất hiện, lại một đối tượng thị giác xuất hiện khác. Chúng ta không để ý chúng đó thôi. Thực sự chúng chẳng là ai cả. Chúng do duyên khởi rồi chúng biến mất đi hoàn toàn. Và chúng ta nghĩ đây là người thương, đây là người đẹp, đây là người xấu, đây là người đáng ưa, đáng ghét, hoàn toàn do suy nghĩ, trong cái khoảnh khắc suy nghĩ mà ra. Còn lúc mà chúng ta thấy cái đối tượng thị giác nó mất lâu rồi, nó đã mất lâu rồi, nó không còn ở đó nữa. Nên là bản chất của thế giới là đã diệt mất rồi. Nó chỉ còn ảo ảnh mà chúng ta nắm níu, bám víu vào thôi. Chứ nó không còn gì cả. Do vậy mà Đức Phật đã nói cho chúng ta biết nè, cái cơn mê này, cái cơn mơ này, chúng ta quá lâu rồi, nhiều kiếp sống rồi, sanh ra, cuộc sống của chúng ta ban ngày chúng ta cũng mơ nữa, mơ suốt từ sáng tới chiều. Những cái suy nghĩ của chúng ta đa phần là mơ không?
Vậy vậy nên là chánh niệm đâu có suy nghĩ. Khoảnh khắc của chánh niệm nó khác biệt. Còn cuộc sống của chúng ta thì toàn là suy nghĩ về cái này, cái kia, con người này, con người nọ. Đó không phải là mơ sao? Nhưng mà khi chúng ta dần rõ biết về sáu căn, cái thấy là khác, cái nghe là khác, cái ngửi là khác, cái nếm là khác, cái xúc chạm là khác, màu là khác, âm thanh là khác, mùi là khác, vị là khác, cứng là khác, mềm là khác. Dần dần chúng ta sẽ nhận ra, ồ, những cái này thực sự chúng không là ai cả, chúng không là nhà, là cửa, là đàn ông, đàn bà chi cả. Chúng chỉ là các yếu tố vô thường, duyên hợp và tan rã mà thôi. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dân tất cả chư đại đức tăng, kính dân đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương cả bà, xuất sanh ngạ quỷ phi nhân a tu la diêm chúa, và kính chư phước lành để đến tất quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa thọ hưởng phần phước báo này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm điều chi được tứ thế thánh đạo trong chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành này công nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Công nguyện rằng tinh tấn học hiểu giáo pháp của Đức Thế Tôn và xứng đáng là con của Ngài với đầy đủ minh và hạnh, với phước thiện này luôn luôn hỗ trợ cho tâm trí của con hiểu thấu rõ được các pháp hữu vi. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng con dung thành kính lãnh lễ tri ân thầy Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay để chúng con được hiểu, học và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn Trần Đông. Dạ, con xin thay tràng cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Con kính dâng bích đến sư. Bà quả tu sắp bà măng lăng ra khanh tu sắp bà đê quả ta sắp bà bụt đà nữ hòa quê na sa đà sa thị bà quanh tu tê. Bà quả tu sắp bà măng lăng ra khanh tu sắp bà đê quả ta sắp bà hàm mà nữ hòa quê na sa đà sa thị bà quanh tu tê. Bà quả tu sắp bà măng lăng ra khanh tu sắp bà đê quả ta sắp bà thong khá nữ hòa quê na sa đà sa thị bà quanh tu tê. Tất cả phương có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ hoại đức của chư Phật, do nhờ hoại đức của giáo pháp, do nhờ hoại đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có Quỳnh Quách Thanh Á trong tâm. Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Quách Thanh Á tiếp tục ạ. Cảm ơn bạn đã. Dạ, con xin hồi hướng, có lẽ Quỳnh Quách Thanh Á bận rồi. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tichirang rakhantusa sanang Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tichirang rakhantuno garu Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tichirang rakhantunya tayo Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tikirang rakhan tubanino Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tikirang rakhan tuno sadam.
Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước kiều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bời, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Năm Mô Bích Tha, giá chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền trong pháp cú kinh, nhất là chư thiên xung quanh chùa Sư Tệ Nhẫn đang ngự, chùa Duyên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo đó, trong rơm pháp cú kinh. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an bồ đề tâm kiên cố đạo quả.